Tên ăn mày, hai vợ. Ngày xưa, có một gã trẻ tuổi nghèo kiết xác, chưa có vợ. Cha mẹ chết sớm nên hắn ở một mình. Hằng ngày, hắn chỉ biết lang bạc, bên đông bên tây làm chuyện rùi bu, nên chẳng có nghề ngỗng gì ra hồn. Nhà hắn lại ở bên cạnh nhà một phú ông, có cô con gái xinh đẹp đến tuổi lấy chồng. Hắn cũng có ý ngắm nghé con gái phú ông, nhưng đời nào phú ông lại chịu gả con gái ruột của mình cho hắn. Nghĩ thế, hắn mới quyết chí tìm cách để lấy nàng cho bằng được. Ông làm ơn cho con mượn cái cân ạ. Mày thì mượn cân làm gì? Dạ, con cân mấy thứ lặt vặt thôi ạ. Ôi, hôm nay sao rồng lại sang nhà tôm thế này ạ? Xưa nay, ta chưa từng thấy người chơi đồ cổ bao giờ. Thế mà nay trên bàn thờ có bày hai con nghê bằng sành, còn dính đất chưa chùi sạch là thế nào? Dạ, là do con... Sao người phải ấp úng thế? Có gì đâu ạ, con mua ở chợ thôi. Vậy chiếc hòm kia là... Dạ, trong này không có gì đâu ạ, ông đừng bận tâm. Hắn ấp úng vậy thì chắc chắn là hắn đào được kho báu rồi. Gả con gái cho hắn thì con gái ta sẽ sung sướng cả đời. Xưa nay chúng ta ở gần nhau, ta cũng biết là ngươi tuy nghèo nhưng cốt cách cũng ra vẻ con người nho nhã. Và thế là đám cưới diễn ra như đã dự tính. Anh chàng ranh mảnh nghèo sơ nghèo xác ngày xưa, chắc hẳn là vàng bạc châu báu ở đây mà. Làm vợ chồng rồi mà còn giấu làm gì cơ chứ? Để ta mở xem như thế nào. Hả? Trời ơi, trong này chỉ toàn là gạch đá. Trời ơi, đây cũng chỉ là đôi nghê sành bình thường, chứ có phải là đồ cổ gì đâu. Nàng... Chàng đã cố tình lừa em phải không? Dù sao chúng ta đã là vợ chồng rồi. Nếu như chàng đã giỏi tới mức có thể gạt được cha của ta, vậy sao chàng không ra ngoài kia mà kiếm tiền để thể hiện là người tài giỏi đi chứ? Được rồi, nếu ta có thể làm ăn buôn bán để trở nên giàu có, thì nàng sẽ mãi ở bên ta chứ. Nghe vợ nói vậy, hắn ta gật đầu ưng thuận rồi bỏ nhà ra đi. Sau mấy hôm thì anh ta đã đi đến một tỉnh khác. Anh chàng xin được làm đầy tớ cho một phú thương giàu có nước đố đổ vách. Phú thương lại có ba cô con gái chưa chồng, cô nào cô nấy trông rất là đẹp. Vậy là gã trai trẻ lại nảy ra âm mưu sẽ cưới một trong ba cô gái hòng có được của nã của phú thương. Một hôm... Đây là mảnh vải lụa đẹp nhất của cửa hàng ta. Ta định sẽ tặng nó cho hoàng lớn. Nếu hoàng lớn thấy vải đẹp, sau này sẽ giúp ta bán lụa vào trong triều cho các phi tần. Một hôm, phú thương chọn một mảnh vải lụa thật đẹp để mang đi biếu quan trên. Phú thương sai gã trai bê bọc quà đi cùng. Nhưng phú thương không hề biết gã trai đã lén lút cắt rách một góc vải. Bẩm quan, hôm nay con có chút quà biếu ngài, là một mảnh vải lụa đẹp nhất tại cửa hàng của con ạ. Con không bao mang vải lại đây. Bẩm ông, con vừa kiểm tra, ông không để ý kỹ lúc chọn vải rồi. Con thấy mảnh vải lụa này bị rách một đường nhỏ ở mép vải đấy ạ. Hả? Thật à? Chót mặt tới đây rồi. Bên này thì danh tiếng của ta sẽ bị ô uế, làm sao có thể buôn bán kinh doanh ở đất này được nữa cơ chứ. Ông đừng lo, con có khách rồi ạ. Hả? Con xin quan và ông tha tội ạ. Con không cố tình đâu, mà tại con vụng về quá. Vâng, thưa quan, để con về sẽ trị tội tên hầu vô dụng này. Con xin đổi mảnh vải lụa khác ạ. Chứ mảnh vải lụa này mà dâng lên quan thì thật đắc tội. Trở về nhà, phú thương nhờ gã trai kín miệng kẻo ảnh hưởng tới việc làm ăn của ông ta. Đổi lại, gã trai muốn gì, phú thương sẽ đáp ứng. Thế là gã trai đòi phú thương được cưới cô con gái cả, và hắn ta lại được thêm một cô vợ mới. Cưới nhau được ít lâu, hắn đưa người vợ mới đi chơi trên một chiếc thuyền rồng lộng lẫy. Chà, ở đây phong cảnh hữu tình, vợ chồng mình lên bờ dạo một chút đi chàng. Hả? Trời ơi, chẳng phải là người chồng bỏ đi làm ăn xa của mình đây sao? Sao anh ta lại... Nè, đây là chồng của tôi mà. Thì ra, anh không những lừa cha của tôi để lấy được tôi, giờ còn bội bạc lấy thêm một người vợ nữa. Chuyện này là thế nào? Mình giải thích đi chứ. Anh ta đã lừa cha tôi chỉ bằng đôi nghê sành và chiếc hòm đầy sỏi đá.
rồi còn lương lẹo hứa với tôi sẽ chăm chỉ làm ăn. Ai ngờ chắc hẳn là anh ta cũng lừa cô luôn rồi đó. Thế thì không còn nghi ngờ cái gì nữa, anh ta cũng đã lừa cha tôi bằng tấm lụa rách rồi. Đúng là kẻ xấu xa, đã lừa biến lại còn lương lẹo dối trá, bạc tình bạc nghĩa. Họ đuổi anh ta khỏi làng đi, đuổi đi. Bị hai người vợ vạch mặt, lại thêm dân làng xua đuổi, gã trai bẻ mặt xấu hổ, co chân bỏ chạy, trốn chui trốn chuỗi trong rừng. Sự tích của nhân sâm. Ngày xưa có hai vợ chồng người tiều phu nghèo khổ, làm lụng vất vả quanh năm, tờ mờ sáng đã đi ra làm, đến tối mệt mới về nhà mà cũng không kiếm đủ gạo ăn. Hai vợ chồng có một cậu con trai nhỏ, mỗi ngày đi làm họ đều chỉ để cho con một bát cơm trắng nhỏ ở nhà. Trong cảnh thiếu ăn đó, hai vợ chồng lấy làm ngạc nhiên, nhận thấy con của mình ngày một béo tốt, hồng hào khỏe mạnh như đã được chăm nuôi tẩm bổ khác thường. Vì đứa con còn bé, chưa nói năng gì được nên cha mẹ nó muốn hỏi han về sức khỏe lạ lùng của con cũng đành chịu. Thời gian sau, đứa con đã biết nói chuyện. Cha, mẹ. Vẫn mang thắc mắc trong lòng nên đôi vợ chồng gắng gặng hỏi đứa con nhỏ. Cha, mẹ. Giỏi lắm, con ngoan của ta. Ôi, con trai của mẹ, mỗi ngày cha mẹ chỉ có thể để lại một phần cơm trắng cho con, con có đủ ăn không? Dạ, con chẳng ăn bát cơm ấy bao giờ cả. Hả, tại sao lại thế? Mỗi khi cha mẹ đi làm thì bầy khỉ rừng kéo vào ăn sạch cơm rồi bỏ đi mà. Không ăn tí cơm nào, nhưng sao suốt thời gian qua con vẫn khỏe mạnh, bụ bẩm được thế này? Con không biết thưa cha. Vậy lúc cha mẹ không có ở nhà, có sự lạ gì xảy ra không con? Dạ không ạ. À, trong lúc cha mẹ vắng nhà, có một cậu bạn vẫn đến đây chơi đùa với con đấy. Và cả ngày con chỉ chơi cùng bạn ấy thôi. Sao lại thế nhỉ? Nhà chúng ta ở đơn độc một mình trong rừng vắng, thì lấy đâu ra đứa trẻ nào đến đây được? Sao rồi, ông nghĩ ra chuyện gì ư? Tôi đang có chút hoài nghi. Thì ông cứ nói ra thử xem. Tôi nghi đứa bé đến chơi với con mình chính là người sâm. Hả? Người sâm? Đúng vậy, người sâm là linh hồn của cây sâm, có khả năng giúp con người trường sinh bất lão. Không thì còn ai khác vào đây? Nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết thôi, chắc gì đã có thật trên đời chứ. Nếu không có thật thì ai biết để mà nói ra thành truyền thuyết. Trước tôi cũng nghe đồn khu rừng này có cây sâm quý, nhưng vì chưa từng thấy hình dáng cây trước đây nên không thể chắc chắn được thôi. Người sâm là linh hồn của cây sâm, có khả năng giúp con người trường sinh bất lão ư? Những chuyện như vậy mà ông cũng tin được hay sao? Ôi, thật là. Nhưng rõ ràng là con mình nói như vậy. Và sự thật thì mình nhìn xem, trộm vía, con khỏe mạnh, mập mạp, đáng yêu thế kia. Hay có khi nó tưởng tượng ra thôi. Tưởng tượng hay không, phải thử mới biết. Thử, thử làm sao? Bà lấy cho tôi cuộn chỉ gai ra đây. Chỉ gai hả? Con ngoan của cha, mỗi ngày đều có cậu bạn đến đây chơi với con phải không? Vâng thưa cha, có bạn chơi cùng thích lắm cha ạ. Bà đưa tôi cuộn chỉ gai nào. Đây ông. Cha bảo con này, ngày mai khi bạn đến chơi, con hãy lấy một đầu dây chỉ buộc vào tay bạn nghe con. Lấy chỉ gai buộc vào tay bạn ấy để làm gì thưa cha? Cứ làm theo lời cha dặn là được. Vâng thưa cha. Ngoan lắm. Liệu có thật là có người sâm không đây? Ngày hôm sau. Mình ơi, đi làm thôi. Kìa ông, còn không nhanh chân lên rẫy thôi. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ một bữa, chúng ta hãy cùng lén về nhà xem có đúng là người sâm đến chơi với con chúng ta hay không. Lén về xem ư? Đúng vậy, trăm nghe không bằng một thấy. Cứ phải về một hôm xem thế nào, lúc đó có người sâm thật hay không thì ta cũng có câu trả lời, không phải thắc mắc nữa. Ừ, được, vậy mình về thôi. Nè, phải nhớ cần đến nhà, không được lớn tiếng gọi con, thật khẽ thôi. Ừ, tôi hiểu rồi. Người đừng đi, đừng đi.
Ừ, con có làm theo lời cha dặn không? Hay lắm, có dấu vết rồi. Ừ, bà ở nhà với con xem người Sâm có trở lại không. Tôi sẽ lần theo dấu sợi chỉ gai này đi tìm xem cây Sâm trong truyền thuyết. Nếu tìm được loài cây có thể giúp trường sinh bất lão thì nhà ta sẽ không phải chịu cảnh khốn khổ nữa. Người đàn ông trong lòng vô cùng phấn khích, quyết đi tìm bằng được người Sâm. Ông đi qua rất sâu vào rừng và rồi cũng thấy đầu cuối của sợi chỉ gai. Vì quá tham lam nên hấp tấp, ngay khi tìm thấy cây Sâm, người đàn ông đã vội vàng chặt cây để đào xuống đất theo dấu sợi chỉ. Nhưng khi ông đào được xuống dưới đất thì ông chỉ tìm thấy những cái rễ có hình người. Cái rễ đó chính là củ nhân Sâm, chỉ còn tác dụng bồi dưỡng sức khỏe cho con người như ngày nay. Còn về phần người Sâm, linh hồn của loài cây Sâm ấy không bao giờ xuất hiện nữa, cũng như công dụng trường sinh bất lão theo như truyền thuyết cũng không còn. Sự tích cây nhãn. Ngày xưa ngày xưa, có một ngôi làng nọ rất yên bình. Nơi ấy có một em bé nhà nghèo nọ, ngày ngày thường ra sông lấy nước về cho mẹ. Một ngày, cậu ra sông lấy nước như mọi khi thì nhìn thấy một quả trứng rất lớn lấp lánh dưới nước. Ôi, chưa bao giờ mình nhìn thấy một quả trứng lớn như thế này. Không biết đây là quả trứng của con gì nhỉ? Mình phải mang về khoe với mẹ luôn mới được. Tôi nghĩ nó là một con rắn. Tôi thì lại nghĩ nó là một con ngỗng. Đợi một xíu đi, vỏ trứng sắp bung ra rồi kìa. Ôi trời ơi, rắn kìa. Không, không, đừng sợ. Tôi không phải là rắn. Tôi là rồng mà. Rồng ư? Một chú rồng con thật xinh xắn. Tội nghiệp rồng con, em bị lạc mẹ phải không? Em có muốn ta đi tìm mẹ về cho em không? Nhưng em chẳng nhớ gì về mẹ của em cả. Anh cho em sống cùng anh có được không? Em chẳng còn chốn nào để đi cả. Không được, chúng ta phải đuổi con rồng này đi. Dân làng chúng ta đang sống yên bình như thế này, loài rồng xuất hiện có khi là điềm gỡ. Phải đây, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên trừ khử nó đi trước khi quá muộn. Anh ơi, xin anh hãy cứu em. Em xin hứa sẽ không làm gì để hại đến mọi người cả. Em sẽ làm việc chăm chỉ giúp cho bà con làng mình mà. Tội nghiệp quá, nó chỉ là một con rồng con thôi mà. Rồng con, ngươi sẽ làm gì để giúp bà con dân làng đây? Cháu rất khỏe, lại bay rất tài. Cháu sẽ lấy nước từ dưới sông kia lên tưới cho những cánh đồng rộng của bà con. Kể ra thì không phải con rồng nào cũng sẽ phá hoại mùa màng của chúng ta. Thôi thì chúng ta để nó lại đi. Cảm ơn mọi người. Vậy là ta có thêm một người bạn nữa rồi. Ta sẽ là anh em của nhau nha. Tuyệt quá, tuyệt quá. Ta có anh rồi. Nhiều năm trôi qua, rồng con ngày nào giờ đã trở thành một con rồng lớn. Cậu bé khi xưa giờ cũng đã trở thành một chàng thanh niên cường tráng. Hai anh em lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Rồng con à, em phun nước lên tưới cho những cánh đồng đi nào. Rồng con, tài phun nước của em càng ngày càng giỏi đấy. Em xem, mới có một lúc thôi, nước đã chảy sắp đủ cả cánh đồng rồi. Thôi rồng con ơi, nghỉ ngơi đi, nước đã ngập cả cánh đồng rồi. Chúng ta cảm ơn cháu nhiều lắm, nhờ có cháu mà dân làng năm nào cũng mùa màng bội thu. À, có tin voi, có tin voi. Có tin gì mà ngươi nháo nhào cả lên thế? Chẳng phải người vẫn muốn có được hai viên ngọc thần để lên làm vua sao? Giờ thì thời cơ đã đến rồi. Thật vậy sao? Hai viên ngọc thần ấy đang ở đâu? Sao ngươi còn không lấy về đây cho ta? Tôi đã phát hiện ra hai viên ngọc thần ấy chính là hai con mắt của rồng thần sống trong ngôi làng gần bờ sông. Đúng là trời giúp ta rồi. Ngươi còn đợi gì nữa? Mau lấy mắt rồng về đây cho ta, để ta được lên làm vua. Khuya đó, rồng con đang ngủ trên một đám mây trắng ở lưng chừng núi thì quả tinh đến và nhân cơ hội lấy đi hai viên ngọc của rồng. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với, có ai đó đã lấy đi hai mắt của tôi rồi. Trời ơi, chuyện gì xảy ra với em vậy rồng con? Em đang ngủ thì có con quạ tinh đến lấy mất hai viên ngọc ở mắt của em. Giờ em không thể nhìn được nữa, em đau lắm. Kể
nào mà lại tàn ác đến như vậy? Phổ thân đồng con quá. Em phải đợi ta đi lấy cung tên, phải tìm cho bằng được cung quả tinh đó. Chúng ta phải cho nó một bài học. Kẻ độc ác, chúng ta cùng đi, phải tìm lại được ngọc thần, trả lại ánh sáng cho rồng con. Ở hương này không có. Hương này cũng không có. Không biết con quả ấy đã mang ngọc đi đâu. Chúng ta biết tìm nó ở đâu bây giờ? Nhà có quả tinh ở chân núi. Hôm qua lúc ta đi kiếm mồi đã nhìn thấy quả tinh và chủ của nó ở đây. Cảm ơn chú chim nhỏ tốt bụng. Chúng ta đi thôi nào bà con. Trời ơi, đúng là hai viên ngọc thần kỳ quý giá nhất trần đời. Kẻ độc ác kia, người sẽ phải chết. Xin bà con hãy tha cho chúng tôi tội chết. Bà con phạt tôi sao cũng được, nhưng xin đừng giết chúng tôi. Thôi anh ạ, giết họ làm gì? Hãy đuổi họ ra khỏi làng này là được rồi. Dù giờ đã tìm thấy ngọc, nhưng mắt em không có cách gì cứu chữa được nữa, thì cũng vô ích mà thôi. Nói ngay, người cướp ngọc của rồng con để làm gì? Có cách gì cứu chữa được đôi mắt của rồng con hay không? Nếu người không thành thật nói ra, cả ngươi và chủ của ngươi sẽ phải chết. Tôi lấy viên ngọc để cho chủ tôi được làm vua. Tôi nghe bà tiên ở trên núi Ngũ Sắc nói rằng ngọc rồng lấy từ đôi mắt của rồng, chôn sâu đúng một gang tay. 10 ngày tưới sữa, 10 ngày tưới mật thì sẽ mọc thành cây. Cây sẽ kết quả. Trong hàng vạn quả sẽ có 2 quả có thể đem gắn lại vào mắt cho rồng nào bị mù. Mắt rồng sẽ sáng lại như cũ. Ta sẽ tạm tha cho ngươi, nhưng ngươi phải vào cái lồng gai này để sống. Còn tên cướp này, xin bà con hãy giải hắn về và bắt hắn chịu hình phạt theo lễ làng đi. Làm theo lời của con quạ, bà con dân làng bèn đem chôn 2 viên ngọc rồng xuống đất sâu. Thấm thoát 12 tháng sau, viên ngọc của rồng con đã mọc lên thành một cây cao lớn và sum suê quả. Chàng trai nhìn thấy trong hàng ngàn quả ấy có 2 quả sáng lên lấp lánh. Em hái xuống, bóc hết vỏ ngoài. Tự nhiên, 2 quả ấy biến thành 2 viên ngọc sáng loáng. Chàng trai bèn đem đến ướm vào mắt của rồng con. Anh ơi, xem này, 2 mắt của em đã sáng trở lại rồi. Thật là màu nhiệm. Vậy là giờ em lại có thể nhìn thấy thế giới rồi đó rồng con. Năm đó, cả vùng bị khô hạn, rồng con vừa kịp có lại đôi mắt sáng để nhanh nhẹn bay đi lấy nước về phun giúp bà con trong vùng trồng lúa, trồng ngô. Cả vùng đều vui mừng khôn xiết. Về phần thứ cây có quả tròn kỳ lạ, những quả còn lại bà con hái xuống ăn thử, thấy rất thơm và ngọt. Và sau lớp vỏ màu đất, cái cùi trong, bóc lấy cái hạt đen, nhìn rất giống như mắt của rồng. Người ta gọi quả ấy là quả nhãn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.